Nhà Phật giảng rằng, con người sống trong lục đạo luân hồi không chỉ một đời mà là nhiều đời nhiều kiếp. Tuy nhiên, mỗi người sau khi được sinh ra hầu như sẽ không nhớ được kiếp sống trước đây của mình. Trong Kinh Tập Lục Độ có ghi chép một câu chuyện rất thú vị kể rằng, cách đây rất lâu về trước, có một quốc vương tên là Sái Vi Vương. Ông là người phẩm hạnh đoan chính, chí hướng cao xa, tư chất hiếu học và đặc biệt rất phụng hành Phật giáo. Bởi ông đã sâu sắc lĩnh hội được đạo lý về lục đạo luân hồi và nhân sinh vô thường, vậy nên thường giảng nói cho chúng đại thần của mình nghe. Nhưng những quan đại thần này lại có nghi hoặc rất lớn về kiếp sau. Rất nhiều người đều hỏi rằng, nếu như nhục thân này chết đi nhưng thần thức, chủ ý thức vẫn sống, thế tại sao chúng ta lại không nhớ được đời trước của mình nhỉ? Sái Vị Vương nói, ý nghĩ và chí nguyện nhỏ hẹp của chúng ta làm sao có thể biết được sự tình của những đời trước đây? Con mắt này ngay đến cả sợi tơ cũng khó mà nhìn được rõ, làm sao tự thấy được thần thức dời đổi đây? Một ngày nọ, Sái Vị Vương khá là nhàn rỗi, bèn cải trang thành dân thường, một mình đi ra ngoài cung tản bộ. Khi đi đến gần một ông lão đóng giày bên đường, Vị Vương cười hỏi đùa rằng, theo ông, người trong cả nước, ai là người vui vẻ nhất đây? Ông lão trả lời, duy chỉ có quốc vương là vui vẻ nhất thôi. Sái Vị Vương lại hỏi, ông ấy vui vẻ thế nào? Ông lão nói, ông ấy có bá quan theo hầu, trầm họ tiến cống, có thể nói là muốn gì được nấy, đây không phải là rất vui vẻ hay sao? Sái Vị Vương liền nói, tôi cũng nghĩ giống như ông vậy. Sau đó, Sái Vị Vương liền mời ông lão uống rượu nho. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết gì nữa. Sau đó, Vị Vương sai người khiêng ông lão vào trong hoàng cung. Sái Vị Vương nói với hoàng hậu, ông lão này nói quốc vương là người vui vẻ nhất. Hôm nay, trẫm muốn đùa thử một chút, nàng cho ông ấy mặc trang phục của ta, để ông ấy lên điện xử lý mọi việc triều chính. Nhưng mà các nàng không được đùa quá trớn mà dọa sợ ông ta đấy nhé. Hoàng hậu tuân lệnh. Ngày hôm sau, ông lão tỉnh rượu, các cung nữ, thị vệ trong cung cố ý nói, đại vương, sau khi say rượu, rất nhiều việc triều chính đều đã chất đống lên, giờ đã đến lúc phải đi xử lý rồi. Nói xong, liền đưa ông lão lên điện. Văn võ bá quan không ngừng thúc giục ông thẩm nghị các việc chính sự. Ông lão lúc này đầu óc quay vòng, ngay cả đến Đông Tây Nam Bắc cũng đều không phân rõ nữa. Sử quan giúp ông ghi chép lại mọi việc, quan đại thần đưa ra kế sách cho ông. Ông lão cả ngày ngồi ở trong điện, xương cốt toàn thân đều đau nhức hết cả, ăn uống cũng không còn biết mùi vị gì nữa, chỉ mới một ngày mà đã thấy yếu đi rất nhiều. Các cung nữ đùa với ông lão rằng, khí sắc của đại vương dường như không được tốt lắm, không biết vì sao vậy. Ông lão trả lời rằng, trẫm mơ thấy mình là một thợ đóng giày, hàng ngày tự lao động để đổi lấy cái ăn cái mặc. Khổ sở đó thật khó mà diễn tả thành lời, vậy nên cảm thấy nhức đầu. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười trộm. Ông lão ban đêm đến thì không sao ngủ được, trằn trọc trở mình nghĩ rằng, bản thân ta rốt cuộc là ông lão đóng giày hay là thiên tử nhỉ? Nếu là thiên tử thì sao da thịt mình lại thô ráp thế kia chứ? Nếu như là thợ đóng giày thì nguyên do gì lại được ở trong hoàng cung đây? Hẳn là ta tâm thần hỗn loạn, đầu óc mơ mơ màng màng, có phân thân ở hai nơi, không biết bên nào mới là thật nữa. Hoàng hậu lại nói, đại vương không được khỏe, chi bằng hãy gọi đám vũ công đến ca múa cho khuây khỏa một phen vậy. Thế là ông lão một bên thưởng thức ca múa, còn các cung nữ bên cạnh không ngừng chuốc rượu. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết trời đất gì nữa. Mọi người mặc lại bộ quần áo ban đầu cho ông, đưa ông về nhà, đặt lên trên tấm ván nằm xù xì trong nhà. Ông lão sau khi tỉnh rượu, nhìn ngôi nhà thô sơ, rồi nhìn bộ quần áo cũ kỹ đang mặc trên người, mọi thứ đều y như cũ. Nhưng mà xương khớp trên dưới đều đau nhức cả, giống như từng bị gậy cột đánh vào người vậy. Mấy ngày sau, Sái Vị Vương đến tìm ông. Ông lão đóng giày nói, mấy ngày trước uống rượu của ông, tôi say đến hoa mắt đầu váng, không còn nhớ được gì cả, bây giờ mới tỉnh lại.
tôi đã mơ thấy mình làm quốc vương, ở trên đại điện phê duyệt tấu sớ của văn võ bá quan. Hoàng sử ở bên ghi chép lại, chúng đại thần thì không ngừng đưa ra kế sách. Nhưng trong tâm tôi là hoảng hốt lo sợ, giống như thuốc nổ vậy, xương cốt khắp người đau nhất. Tôi nghĩ dù có bị đòn roi cũng không đến mức như vậy. Nằm mơ mà còn như vậy, huống chi là thật sự trở thành quốc vương đây. Lời mà tôi nói với ông hôm trước nhất định là sai rồi. Sái Phi Vương sau khi về đến hoàng cung, liền đem chuyện này thuật lại với chúng đại thần. Mọi người đều ôm bụng cười ầm lên. Sái Phi Vương nói với quần thần rằng, cùng một thân xác như vậy, mới chỉ thay đổi con người và hoàn cảnh xung quanh mà vẫn còn không tự biết được. Huống hồ là cách nhau một kiếp sống, thân xác thịt đã tử vong vứt bỏ đi, lại khoác lên một nhục thân mới. Càng huống hồ trải qua các loại gian nan thống khổ, phiền não ưu sầu của sinh tử. Muốn nhớ được những gì mà thần thức của mình đã trải qua trong đời trước gần như là điều không thể. Trong kinh Phật có giảng, một người ngu si trong lòng ôm giữ các loại tà niệm, nếu muốn thấy được thần thức chính là giống như một người bịt hai con mắt lại đi trong đêm tối, lại muốn ngẩng đầu lên nhìn ngắm các vì sao trên trời, dù có cố gắng thế nào thì cũng phí công mà thôi. Câu chuyện thú vị trên có lẽ đã phần nào giúp chúng ta lý giải được những thắc mắc trong lòng mình. Phải chăng cũng bởi vì quên hết những ký ức tiền kiếp mà nhiều người ngày nay không còn tin vào nhân quả báo ứng và luân hồi? Tuy nhiên, những câu chuyện xưa vẫn còn được kể lại trong dân gian như một lời nhắc nhở chúng ta về kiếp sống nhân sinh này. Món canh quên lãng của Mạnh Bà. Người Trung Quốc thường nói, uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta có thể quên đi hết tất cả những chuyện phiền muộn đau đớn, những lo lắng không thể bỏ hay những yêu thương và thù hận. Người ta nói rằng, sau khi con người chết đi, trên đường tới âm phủ, trước khi qua cầu Nài Hà, nhất định phải uống một loại chất lỏng. Khi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nơi trước tiên phải qua đó là Mạnh Bà. Trước cầu Nài Hà, con người khi còn sống, gặp nhiều khổ, nhiều nạn, thì uống một bát canh này sẽ đem lại một loại cảm giác rất thoải mái. Đây là một cách để đoạn tuyệt với quá khứ một cách hoàn toàn triệt để. Ngoài ra, khi luân hồi chuyển sinh từ cõi âm về cõi trần, thì tất cả các linh hồn cũng đều phải uống canh Mạnh Bà, cũng là để quên đi tất cả những gì trong quá khứ. Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan, phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền. Cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài sẽ có một bà lão tên là Mạnh Bà. Bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là canh Mạnh Bà. Bên sông Vong Xuyên cũng có một hòn đá gọi là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ, còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên. Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi ngưng động lại. Bước đến cầu Nại Hà, muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận, là tiếc nuối về cách biệt âm dương, đều đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này thì hết thảy mọi thứ đều trở thành hờ hững dửng dưng. Trong truyền thuyết có nói về cách làm canh Mạnh Bà là trước tiên phải thu thập các hồn ma mà được phán định sắp làm người ở các nơi tại Diêm La thập điện, sau đó thêm vào một số dược liệu được hái từ trần thế điều chế thành một loại canh giống như rượu, phân thành 5 loại vị là ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Phàm là những linh hồn mà chuẩn bị được đầu thai thì đều phải uống bát canh mê hồn của Mạnh Bà.
Nếu như một linh hồn nào đó xảo trá dảo quyệt không chịu uống, thì lập tức có giá đao hiện lên ở dưới chân, quấn chặt lấy hai chân, còn bên trên dùng ống đồng sắc nhọn đâm thẳng vào trong cổ họng để bắt uống một cách vô cùng đau đớn và khổ sở. Không có bất kỳ linh hồn nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra còn có một thuyết khác, đó là mỗi người khi còn sống đều đã từng khóc vì vui, vì buồn, vì đau đớn, vì thù hận, vì lo âu, vì yêu thương. Mạnh bà sẽ thu lại hết những giọt nước mắt ấy rồi. 1. Nhịn miệng để bố thí. Thuở Phật còn trụ thế, có vị quốc vương thiết đại hội cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Bấy giờ có một bà lão ăn xin, nghe vua thiết hội thỉnh Phật cúng dường, lòng rất vui mừng, muốn khuyến trợ. Nhưng vì nghèo đói bần cùng, chẳng có vật chi xứng đáng. Nhân xin được ít đãi đậu để ăn, bèn nhịn miệng đem đến góp chung với vua. Lính giữ cửa không cho bà vào, bà đứng ngoài ngõ môn thành khẩn bố thí cho Phật để gieo giống phước đức về sau. Phật đang thọ thực trong đền vua, xa trông biết rõ tâm thành của bà ấy, liền dùng thần túc biến các hạt đậu nhập vào bát của Chư Tăng. Vua thấy các món ăn có món đậu tầm thường như vậy, nổi giận la quở người đầu bếp. Phật ngăn vua: đây không phải là lỗi ở đầu bếp. Những hạt đậu này của bà lão ăn xin ở ngoài thành, nghe vua thiết đại hội đem đến khuyến trợ vậy. Ăn xong, Phật bảo vua: đại vương hôm nay tuy cúng dường long trọng, nhưng phước đức không bằng bà lão ăn xin ấy. Vua ngạc nhiên hỏi: bạch Thế Tôn, vì sao bà ấy cúng ít hạt đậu mà phước báo lại nhiều hơn tôi? Đức Phật đáp: vua tuy thí cao lương, nhưng tiền của bá tánh vua không tốn kém gì. Trái lại, bà lão xin được ít hạt đậu để ăn mà nhịn miệng bố thí nên phước nhiều hơn đại dương vậy. Nhân đó, Phật thuyết pháp cho nhà vua và bà lão nghe, thảy đều đắc ngộ chân lý. Phụ bình. Phàm tu bố thí do chỗ phát tâm, không luận vật thí ít nhiều, tốt xấu như câu chuyện trên đây đã chứng minh. Giá như nghèo khó chỉ còn một bát cơm mà vui vẻ sớt nửa phần cho kẻ cùng đang đói khó như mình, nghĩa cử ấy có lẽ hơn nhà triệu phú bố thí bớt nửa phần gia sản. Của ấy lòng này ai dễ hơn ai? Như thế ta nên tùy tiện giúp đỡ mọi người, dù ta đang sống trong cảnh nghèo túng, chớ nên đợi giàu có sẽ bố thí thật nhiều. Biết ngày kia ta có giàu có hay rốt cuộc nghèo cũng hoàn nghèo mà không gieo được chút phước duyên như câu chuyện trên đây. Hai, để dành sữa bò. Có người Bà La Môn nọ nuôi một con bò sữa, mỗi ngày nặng được một đấu sữa để dùng trong gia đình. Người ấy nghe nói đến ngày trăng tròn thí thực cho Chư Tăng phước báo rất lớn, tính cúng thí cầu phước. Anh ta nghĩ, Chư Tăng rất đông, mỗi ngày ta chỉ có một đấu sữa cúng dường, có đủ vào đâu? Chi bằng ta ngưng nặng sữa trong một tháng, để có đủ 30 đấu sữa sẽ cúng dường. Mãn tháng, anh ta dẫn bò ra nặng sữa, không còn lấy một đấu. Người hàng xóm thấy vậy đều cười anh ta ngu si. Muốn bố thí thì mỗi ngày cứ thí ngay một đấu, mãn tháng tất được 30 đấu. Bò làm sao chứa được ngần ấy sữa trong vú mà mong để dành? Phụ bình. Có lắm người muốn bố thí nhưng không tùy tiện ít nhiều mà làm phước, chờ khi nào được khá giả sẽ mở cuộc đại chẩn bần. Như thế chẳng khác nào anh chàng để dành sữa trong câu chuyện trên. Giả lại, vô thường đâu có định ngày, nếu cứ lo góp tôm chất chứa của tiền, bất ngờ tử thần dục đến, đành nhắm mắt xuôi tay, chẳng mang theo được gì ngoài hai điều tội phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất đi tất cả.
Xưa có một nhà hiền triết truyền bảo con cháu ghi lên trên mộ bia mình câu: đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi đã cho. Ý nghĩa thay lời nói ấy, và thật thế, cho tất cả rồi sẽ được tất cả. Ba, chỉ tin theo lẽ phải. Thuở xưa có một vị trưởng giả tánh rất keo cú, không khi nào bố thí một vật gì cho ai. Đức Phật muốn độ ông ấy, sai Xá Lợi Phất dâng lời Phật đến nhà trưởng giả giảng giải về công đức bố thí cho ông ta nghe. Đến giờ cơm trưa, ông ta sợ tốn cơm, bảo: thôi ông về đi, ở đây tôi không sẵn cơm để thí cho ông đâu. Xá Lợi Phất thấy không thể nào hóa độ ông này nổi, trở về bạch lại cùng Phật. Phật sai Đại Đức Mục Kiền Liên đi khuyến hóa. Mục Kiền Liên dùng thần thông vào nhà trưởng giả giảng giải thuyết pháp. Trưởng giả bảo: ông muốn xin tài vật của tôi nên dùng ảo thuật như vậy, tôi không khi nào bố thí đâu. Mục Kiền Liên không độ nổi trở về. Phật muốn trừ tánh keo lận của trưởng giả nên tự đến nhà ông ấy. Trưởng giả thấy Phật, bèn làm lễ thỉnh Phật vào nhà mời ngồi. Phật dùng phương tiện thuyết pháp bảo: ông có thể hành 5 món đại bố thí chăng? Trưởng giả bạch: một cái tiểu bố thí thì tôi còn không thể làm được, huống chi là đến 5 món đại bố thí. Nhưng Phật bảo 5 món đại bố thí ấy là những gì? Phật dạy: một là không sát sanh, ông có thể làm được chăng? Trưởng giả nghĩ không sát sanh thì khỏi dùng tiền của, chẳng tốn kém gì, liền bạch: điều ấy tôi có thể làm được. Đức Phật lần lượt hỏi đến giới đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ và ẩm tử. Trưởng giả đều đáp có thể làm được. Bấy giờ Phật vì trưởng giả đều nói pháp ngũ giới và những lợi ích phước báo vô lượng của ngũ giới. Hành được như thế gọi là hành ngũ đại bố thí. Trưởng giả nghe xong vui mừng, muốn bố thí cho Phật một sắp giải xấu xấu. Ông vào kho lựa giải, nhưng lạ thay, không có sắp nào xấu cả. Ông dần dà dây lâu, bèn lấy đại một sắp thì cả hàng giải trong kho đều dính theo. Ông thấy vậy không biết tính sao. Sau cùng ông quyết đem hết đến cúng dường dân Phật. Rõ thí tâm của ông chưa định, Phật bảo: thiên đế khi trước đấu chiến với Atula, vì tâm bất định nên 3 phen chẳng thắng. Sao nhờ tâm quyết định mới đại phá được Atula? Trưởng giả nghe Phật nói biết là bậc đại thánh nên hiểu rõ lòng người, tín tâm của ông càng tăng. Phật vì ông thuyết pháp nên ông chứng được Tu Đà Hoàng đạo. Hôm sau, ma hóa hình Phật đến nhà trưởng giả. Trưởng giả chưa đắc tha tâm trí, chẳng biết là ma hóa hiện, mừng rỡ đảnh lễ thỉnh ma Phật vào nhà. Ma Phật bảo trưởng giả: hôm qua những điều ta nói với ông đều không phải là Phật pháp, ông hãy xả bỏ mà làm ngược lại mới đúng. Trưởng giả nghe rất lấy làm lạ, hình dung giống Phật sao lời nói trái lẽ, chẳng khác dê mang lốt cọp, hình cọp mà tâm dê. Trưởng giả nhất định không tin. Ma thấy ông ngay chính khó thể lay chuyển, bèn hiện lại nguyên hình bảo: ta đến thử ông mà ông không chuyển được tâm ông, đúng như lời Phật nói. Người mới ngộ được chân lý còn chẳng tin Phật nói, huống những bậc đất quả tứ thánh, vì họ đã thâm hiểu đâu là chân lý, đâu là ngụy thuyết. Phụ bình: ở đời nếu ai không tin ai cả, thử hỏi còn làm nên được việc gì? Trong một gia đình, cha nghi con, chồng nghi vợ, anh em thân thuộc hiềm kỵ lẫn nhau, thì gia đình có gì là hạnh phúc? Quốc gia xã hội mà đến như vậy thì sẽ loạn mất. Đã sống chung nhau tất phải tìm hiểu và tin tưởng lẫn nhau mới gây được niềm hòa hảo, làm nên sự nghiệp to tát. Trên việc tu hành,
Đức tin rất cần thiết, nó là căn bản sinh ra muôn đức và đạt đến Phật quả. Giả như trò chẳng tin thầy, Phật tử chẳng tin lời thầy dạy, thì dựa vào đâu để tu hành và tu biết có thành đạo chăng? Thế nên nhờ lòng tin mạnh mẽ, chí nguyện mới vững vàng. Chí nguyện vững vàng mới đủ sức tinh tiến. Có sức tinh tiến mới dẹp được lòng tà ác, thành tựu muôn hạnh và đạt đạo quả. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt để phân rành rẽ giả chơn, hầu tránh khỏi xa lạc vào ma đạo, chịu khổ báo về sau. Như chuyện trên chỉ rõ, ta nên lấy trí xét đoán mà tin theo những lời lẽ phù hợp với chân lý. Nếu lời dạy trái với lẽ phải, thì dù cho lời ấy có ghép trong kinh điển hay do bậc trượng thượng đại đức nói ra cũng không thể tin được. Trường hợp của trưởng giả kể trên, đến đổi ma hóa ra Phật bảo ông phá giới, ông cũng không tin nghe, mặc dù ma Phật hình dung như tạc. Lấy trí xét đoán tận tường, tin nhận lời Phật gọi là trí tín. Trái lại, chỉ lấy đức tin mù quáng, thọ lãnh lời dạy là mê tín. Mê tín rất dễ lầm ma đạo, và từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà đắc quả bao giờ. Bốn, tội phước thọ báo. Có một tỳ kheo bị ghẻ lở khắp mình lầy lụa, hôi thối, nằm riêng trong tịnh xá. Phật bảo các tỳ kheo vào săn sóc và tắm rửa, thoa thuốc men cho bệnh nhân. Các tỳ kheo thay nhau hộ bệnh, nhưng không ai chịu nổi sự hôi thối của ghẻ lở, chỉ khâm giếng qua loa rồi vội vàng ra khỏi tịnh xá. Phật thấy thế bèn vào phòng bệnh, tự tay tắm rửa săn sóc bệnh nhân. Nhờ đấy bệnh thuyên giảm, và lần lần tỳ kheo được lành mạnh. Bấy giờ Du Quang cùng Thiện Tín thấy thế đồng bạch Phật: vì sao Phật là bậc tối tôn trong tam giới lại hạ mình săn sóc cho tỳ kheo ghẻ lở hôi hám? Vậy không ai thay Phật lo liệu việc đó sao? Phật đáp: bởi nhân duyên ràng buộc với nhau, nên ta tự tay giúp đỡ cho người mới được. Rồi Đức Phật nói tiếp: thuở xưa, cách nay vô số kiếp, có một nước nọ, dương pháp chỉ sử trượng. Vua dùng một vị quan chấp trượng sức lực mạnh mẽ tên là Ngũ Bá Chủ. Tội nhân sau khi vua định án xong thì giao cho bá chủ đánh đòn theo án lệnh. Bá chủ ỷ thế thường làm mưa làm gió bắt nạt dân chúng. Ai có của lo lót, dù tội nặng trăm trượng, y đánh cũng chẳng trầy da. Nếu không lo tiền cho y, dầu chỉ bị mười trượng cũng mềm xương nát thịt. Ngày xưa có một tội nhân bị đem ra đánh đòn. Người ấy không tiền nên nói với Ngũ Bá Chủ rằng: tôi là người cư sĩ không hề làm sai quấy, chẳng qua vì có kẻ oán ghét Du Quang nên phải tội, nhờ ông thương tình nới tai cho. Bá chủ nghe nói cư sĩ, khởi từ tâm thương hại đánh nhẹ, không thương tổn đến da thịt. Phật kết luận: Ngũ Bá Chủ xưa là tiền thân của tỳ kheo ghẻ lở khắp mình. Cư sĩ bị tội là tiền thân của ta. Bởi Ngũ Bá Chủ xưa cố tâm đánh đập người nên nay thọ khổ, và vì có gieo nhân lành với ta nên nay được ta tự tay chăm sóc cho vậy. Phụ bình: thường thấy nhiều gia đình hoặc chồng hay vợ phải gánh lấy biết bao sự bất công cay đắng. Họ đau khổ khóc than thảm thiết, và tuy có thừa sức thoát ly cái địa ngục gia đình ấy, nhưng vẫn nuốt lệ cam tâm chịu đựng. Nhiều khi chính họ cũng chẳng hiểu và tự lấy làm lạ, tại sao mình không muốn thoát ly hoàn cảnh ấy? Đó chẳng qua vì nghiệp oan trói buộc, duyên xưa chưa mãn còn toan báo đền. Câu chuyện trên hiển thị qua hai điểm. Một là gieo nhân lành dữ đều có báo trả, như Ngũ Bá Chủ trong khi làm ác vẫn có làm được việc lành,
nên nay tuy trong khổ nạn lại có cái may. Hai là do duyên nghiệp trái oan ràng rịch lẫn nhau, nên người này có thể chịu được những việc mà kẻ khác không kham nổi. Như Phật vì thọ tiền ân nên tự tay hộ bệnh cho tỳ kheo ghẻ thúi mà người khác không đảm nổi. Nếu tin luật nhân quả báo ứng, ta hãy thận trọng chớ gây những nghiệp bất lành để khỏi khổ về sau. Năm, chuột người. Ngày xưa có một ông vua vào rừng săn bắn, gặp một đạo nhân ngồi tham thiền với cội cây. Vua sai lính bắt đạo nhân đem vào cung bảo làm ca sĩ. Đạo nhân không biết ca, chỉ biết tụng kinh theo tiếng Phạn rất hay. Vua nghe thích ý lắm. Mỗi khi có yến tiệc hay tân khách, vua thường kêu đạo nhân ca sĩ ấy ra ca giúp vui. Một hôm, có người thương buôn vốn là cư sĩ ở phương xa đến, đem bảo ngọc hiến vua để xin mang hàng hóa vào nước bán. Vua mừng rỡ tiếp đãi khách và kêu đạo nhân ra ca. Thương khách thấy nghe ca sĩ tụng kinh kệ đại thừa thâm nghĩa, lấy làm lạ hỏi vua về căn tích của người ca sĩ ấy. Sau khi mãn tiệc, thương khách bèn đem 1.000 lượng vàng dâng vua xin chuộc đạo nhân. Vua không bằng lòng, đôi bên mặc cả đến 3.000 lượng vàng, vua mới ưng thuận giao đạo nhân cho thương khách. Thương khách mừng rỡ lễ bái đạo nhân và bạch: tôi đã chuộc ngài 3.000 lượng vàng nơi vua, từ đây ngài khỏi phải làm ca sĩ trong hoàng cung nữa. Đạo nhân dùng thần thông bay lên đứng giữa hư không đáp: chính nhà ngươi tự chuộc cho mình, chẳng phải chuộc cho ta đâu. Rồi giữa sự ngạc nhiên của vua quan và dân chúng trong thành, đạo nhân nói tiếp: thuở xưa cách nay vô số kiếp, nhà vua là người bán rau hành. Lúc ấy người đến mua hành còn thiếu 3 tiền. Người bán rau hành không chịu bán, ta đứng ra lãnh nợ cho ngươi. Về sau ngươi không trả, mãi đến nay 3 tiền trước vốn lời lên đến 3.000 lượng vàng. Còn ta vì lãnh nợ cho ngươi nên mới bị nhà vua bắt giữ bấy lâu. Vua quan và thương khách nghe xong thảy đều kinh hãi. Vua hối quá làm lễ thọ giới quy y. Phụ bình. Một hạt giống đã gieo lần lần mọc lên đến kết quả, lẽ dĩ nhiên là nhiều gấp muôn vàn đối với hạt giống xưa. Nếu càng lâu thì huê lợi tích chứ càng nhiều. Nghiệp nhân lành dữ chí đến vay nợ của người cũng vậy. Cổ đức có câu: xuân một hạt giống gieo, thu gặt 1.000 thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Muốn khỏi ăn ít trả nhiều, chớ nên quỵt nợ, và hãy thận trọng khi lãnh nợ cho người. Sáu, sợ độc xà. Có một đạo nhân tánh hay sợ rắn, làm gác cao giữa rừng ngồi tham thiền nhưng thường ngủ gục. Chư thiên thấy thế muốn thức tỉnh ông, thừa lúc ông đang ngủ gục bèn kêu to: có rắn độc tới, có rắn độc tới. Đạo nhân giật mình kinh hãi, đốt đèn rồi kiếm mà không thấy gì cả. Ông tiếp tục ngồi và cũng ngủ gục nữa. Chư thiên lại kêu như trên, luôn nhiều lần bị gạt như thế. Đạo nhân nổi giận trách: đã là người trời sao còn phạm tội vọng ngữ. Chư thiên cười bảo: có 4 độc xà nơi thân ông, sao ông không quán xét tìm rắn ở ngoài để làm gì? Đạo nhân nghe vậy tỉnh ngộ, suy gẫm thân tứ đại giả hợp đầy hoạn họa, từ vô số kiếp vì thân này mà phải trầm luân sanh tử đến nay chưa thoát khỏi. Đạo nhân lần lần thâm hiểu pháp tứ đế,
khổ không, vô ngã. Đến gần sáng được chứng quả A-la-hán. Phụ bình: loài rắn độc hại ai lại chẳng sợ. Đạo nhân ở giữa rừng nên sợ rắn cũng phải. Nhưng theo Phật dạy, thân có bốn chất lớn, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Vì thường mâu thuẫn xung khắc nhau nên sanh các bệnh tật. Nhất là sự suy hoại âm thầm diễn tiến từng tích tắc không ngừng cho đến ngày tan rã. Vậy mà con người cũng vì thân nên gây ra lắm nghiệp, phải chịu luân hồi sinh tử. Ôi, rắn độc dẫu có hại người, chỉ giết có một mạng người thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì thân tứ đại vô thường mà đã chịu biết bao lần sống chết. Xét cho cạn, thân này không có cái nào là ta hay của ta. Đầu, mình, tay chân, máu, mỡ, đàm nhớt, có phải ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt và thảy đều có tên riêng. Nếu bảo rằng chúng nó hợp lại làm thân của ta cũng không đúng. Vì của ta, sao không giữ được chúng khỏi hoại diệt? Nay chẳng qua như bóng hình mộng ảo lúc tàn canh, vì nghiệp mê vọng chấp mà thành mảnh hình hài có không không. Rồi vì đắm mê nên vô số kiếp chịu luân trầm khổ sở, triền miên trong giấc mộng dài. Thân là vô thường bại hoại, thân là kho chứa các khổ. Say gục với thân khác nào dồi rút chui trong đống xương tàn thịt rửa, lại đi sợ độc xà cắn chết mất cái thân nhơ uế không phải thật của ta. Đạo nhân nhờ chư thiên nhắc nhở quán xét đạt lý vô ngã, nhận thức sự giả hợp, chẳng còn tham luyến xác thân. Các việc vui mừng lo sợ hết làm đảo điên tâm trí. Sau mai vừa mọc, đạo nhân nhẹ nhàng bước lên ngưỡng cửa giải thoát. Là Phật tử mang lấy xác thân đầy hoạn nạn, sống giữa cuộc thế gay go, ta cũng nên thử xét lại nội tâm xem. Bảy, bố thí thân mạng. Có một vị quốc vương thâm tín nhân quả, thường bố thí không trái ý người và dùng thập pháp để giáo hóa nhân dân. Vua láng giềng thấy ngài không chú tâm đến việc binh nhung, thừa cơ đem quân xâm chiếm. Quần thần nghĩ kế chống giặc, vua ngăn bảo: giặc đến đây là vì chiếc ngai vàng của ta. Ta muốn bá tánh được sống an toàn, dầu ta phải hy sinh tánh mạng, chứ ta không nỡ để vì ngôi vị của ta mà muôn dân đồ thán. Các khanh hãy nghe ta, ở lại phò tân chúa, chớ nên xuất quân chống cự. Nói xong, vua thoát ra khỏi thành ẩn trốn. Ít hôm sau, vua đang lang thang giữa rừng, bỗng gặp một người Bà La Môn. Hai người chào nhau. Vua hỏi: ông từ đâu đến đây, trông vẻ mệt nhọc vất vả vậy? Người Bà La Môn đáp: tôi ở xứ xa đến mong gặp quốc vương nước này để cầu xin một việc. Ông muốn cầu xin việc gì? Người mà ông muốn gặp chính là tôi đây. Rồi vua thuật rõ việc bỏ ngôi. Nghe xong, người Bà La Môn ấy ngã ra bất tỉnh. Vua đỡ dậy, lấy nước mát rưới vào mặt cứu tỉnh lại và nói: vì câu chuyện của tôi mà ông thương tâm đến như vậy à? Người Bà La Môn đáp: tâu bệ hạ, tôi vốn bần cùng khốn khổ, nghe vua rộng lượng hải hà bố thí không trái ý người, nên từ xa lặn lội tới đây mong xin vua ít tài vật nuôi thân. Vẻ đâu nay lại gặp vua trong cảnh lưu vong, vì thế nên tôi tuyệt vọng và đau khổ đến ngất xỉu. Vua ngẫm nghĩ giây lâu bảo: ông hãy an tâm, tôi có thể giúp ông trở nên giàu sang sung sướng. Bệ hạ làm cách nào giúp tôi được? Tân vương tuy cướp được ngôi nhưng chưa bắt được tôi, ắt hẳn còn lo hậu hoạn. Vậy ông hãy trói tôi, đem vào thành nạp,
Thất Tân Dương sẽ trọng thưởng cho ông. Người Bà La Môn rụng rời, rơi lệ thoái thác. Không, Tâu Bệ Hạ, không thể được. Ai lại đang tâm làm như vậy? Còn gì là tánh mạng của ngài? Vua an ủi: Cái chết trước sau cũng một lần, tôi dẫu có kéo dài mạng sống đến ngày kia cũng phải bỏ thân chốn rừng hoang mà chẳng ai được hưởng nhờ. Nay dẫu mất mạng giúp ông qua cơn cơ cực, tức là tôi được tròn bổn nguyện vậy. Vua ân cần khuyên nhủ năm ba phen, vị Bà La Môn miễn cưỡng bứt dây trói vua dẫn về thành nạp cho Tân Dương. Tân Dương mừng rỡ khen hỏi: Khanh thật là đại tài, vì trẫm mà dứt trừ hậu hoạn. Khanh dùng thuật gì làm sao bắt được vị vua này vậy? Vị Bà La Môn đáp: Tâu đại vương, tôi chẳng có thuật gì cả. Nhà vua đây thật lòng nhân ái rộng lớn tựa biển trời. Ngài tự hiến thân mạng để giúp tôi qua cơn nghèo đói. Vị Bà La Môn thuật lại câu chuyện gặp vua trong rừng cho Tân Dương nghe. Nghe xong, Tân Dương cảm động, bước vội xuống sân chầu, tự tay mở trói cho cựu vương và nói qua hơi thổn thức nghẹn ngào: Đại vương, ngài thật xứng đáng là một vị vua nhân đức. Còn tôi là một kẻ cướp hung tàn. Ngài hãy trở lại ngôi báo cũ cho muôn dân được nhuần gội đức ân, và xin ngài hoan hỷ cho tôi sám hối tội xưa. Từ nay nguyện đời đời giao hảo. Phụ Bình. Dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vạn đại, càng văn minh khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì vậy, người đời cả sang hèn không mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng trói, ta chớ nên tham mến nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, chúng sanh nên muốn ít biết đủ và bố thí để diệt trừ tánh tham lam. Bố thí tiền của, việc ấy nhiều người làm được, nhưng phần đông chẳng phải để cởi mở tánh tham, mà là để mong cầu một phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó là gieo trồng giống phước để sau này gặt hưởng, chớ chưa dứt lòng tham. Xả bỏ dương vị nhường kẻ khác chiếc ngai vàng mà vua chúa đổi bất cứ giá nào và bất kể bao nhiêu xương máu, điều ấy quá khó làm. Năm 3000 năm Họa Hoằng mới có một ông Nhiêu, ông Thuấn. Bố thí cả thân mạng như vị vua nói trên lại càng khó hơn nữa. Vị vua ấy là một trong những tiền thân của Đức Phật Tổ. Thân mạng còn chẳng kể thì lợi danh ngoại vật làm sao trói buộc được mình. Đức Thích Ca chẳng phải đến lúc thành đạo dưới cội Bồ Đề mới hoàn toàn giải thoát. Thật ra ngài đã đứng ngoài dòng tục lụy từ thuở ấy, thuở ngài đã dị nghĩa khinh thân. Có một thiếu phụ bế con nâng lên đáp lời Phật: Bạch Thế Tôn, trên đời này con chỉ thương con của con hơn hết, hơn cả thân con. Phật mỉm cười, xòe tay ra, lửa rùng rùng cháy tới. Thiếu phụ hốt hoảng ôm con vào lòng, xoay lưng che chở. Nhưng khi lửa táp đến nóng rát quá, nàng vội đưa con ra cản đỡ ngọn lửa. Người đời gặp lúc nguy hiểm đến tánh mạng, có thể bỏ qua tất cả, cầu được tồn sanh thôi. Nay đem thân mạng ra bố thí, ôi chao, khó làm sao ấy. Chân trời giải thoát sáng lạng phải chăng chỉ dành riêng cho các bậc siêu nhân? Những người bỏ được những điều khó bỏ, làm nổi những việc khó làm. 8. Thử kẻ dối thế. Vị trưởng giả nọ có một đứa con trai, tuổi còn nhỏ mà rất thông minh và thành tín Phật Pháp. Đứa con thấy trưởng giả mê tín theo các luật sư ngoại đạo, muốn tìm cách thức tỉnh cha. Bèn xin cha thiết đại tiệc cúng dường các bậc tôn trưởng và luật sư ngoại đạo. Trưởng giả y lời. Các luật sư được mời đến, ngồi chơi dây lâu, các ông ấy bỗng cười khan. Mọi người hỏi vì sao? Luật sư đáp:
Cách đây 500 dặm có dòng suối Tơ chảy từ trên non cao xuống. Hai bờ suối cây giao cành gần giáp nhau. Có một con khỉ đột chuyền qua, rủi trật tay té ụp xuống nước. Ta trông thấy bất buồn cười nên ta cười vậy. Trưởng giả cùng thực khách đều thán phục. Người con trưởng giả biết luật sư nói dối. Khi dọn cơm, người con trưởng giả để các món ngon ở dưới bát, rồi xớt cơm lắp lên đem dâng các luật sư. Còn thực khách thì đồ ăn ở trên cơm. Ai nấy ăn uống vui vẻ. Riêng luật sư không ăn, cứ ngồi chờ. Người con trưởng giả hỏi vì sao không ăn. Luật sư đáp: chưa xớt đồ ăn, ăn cơm lạc được sao? Con trưởng giả bảo: khỉ đột té xuống suối cách đây 500 dặm mà còn thấy được. Đồ ăn chỉ khuất dưới cơm, vì sao không trông thấy? Mọi người đồng cười rộ lên. Luật sư hổ thẹn, giận bỏ về mất. Phụ bình: vì quá tham lam, con người tìm đủ cách lừa bịp lẫn nhau. Thôi thì trăm mưu ngàn kế đều đem ra thi thố để tranh danh đoạt lợi. Trong các ngón bịp, xét kỹ chỉ có lối giả trá thánh thần là dễ làm và kiếm ăn khá hơn hết. Thường nghe tiếng hạng người dối thế này phần nhiều là kẻ thất học, quê dốt, nhưng lại gạt được rất nhiều người tin theo, đôi khi cả kỹ sư, bác sĩ, đốc học. Nhiều ông cũng mê mết tin tưởng họ. Muốn làm ăn theo lối ấy, chỉ cần dạng miệng xưng hô ta nay đã đắc đạo, hoặc ta là xác của cô bà hay ông chi chi đó, rồi dè chừng nói việc họa phước, tiên đoán thiên cơ, nhớ đoán những chuyện xa về một chút. Ai tham tiền của, ta khuyên họ ráng tin tưởng phụng sự ơn trời rồi sẽ được giàu sang. Ai ưa quyền quý danh vọng, ta cho họ biết ngày sau có thánh chúa ra đời, họ sẽ làm quan nhất phẩm triều đình. Tùy tiện nâng họ lên, nhớ đừng bao giờ bảo họ sẽ bị bỏ xó hay sẽ mạt cộng từ đường thì hỏng chuyện đó. Đành rằng thời gian sẽ lột trần sự thật và ta sẽ bị đời khinh bỉ. Nhưng từ đây đến lúc thiên hạ tỉnh ngộ chán chê ta, ta cũng đã hưởng chán những lợi lộc danh dự và cả ái tình nữa. Bù qua đắp lại, nào ta có thiệt gì, còn lãi nhiều đó. Nhưng chúng ta không phải thuộc hạng bất lương dối thế, trái lại còn muốn lột trần mật nạ bọn này để trừ hại cho đời. Muốn rõ giả chơn nên theo lối đường con trưởng giả nói trên. Hãy dẹp bỏ cảm tình riêng, lấy công tâm xét ngay lời nói và việc làm của kẻ dối xưng thần thánh ấy. Có hỏi việc thực tại, nói cũng sai. Song có lắm người quá dễ tin khi thấy cô cậu thuộc hạng điệp bợm, may nói trúng một ít điều hoặc có vài cái hay vặt vãnh, liền thần thánh hóa cô cậu ấy lên và nhắm mắt tin theo. Nếu sao cô cậu ấy có nói sai thì cho là nói cơ, làm quấy thì cho là ra thai để răn đời. Ôi, mê tín đến nước này thì hết nói. Với họ ai gạt cũng được và rất dễ gạt. Chính cầu gặp Bồ Tát. Trưởng giả Ca La Diệt, một cư sĩ tại gia, rất ngưỡng mộ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngày kia, ông trai giới nghiêm minh mở cuộc chẩn bần và thiết lập một cái đài cao trang hoàng tinh khiết, ngày đêm cầu khẩn Đức Văn Thù Sư Lợi hiện đến ngự nơi ấy để ông được chiêm bái cho thỏa lòng hoài vọng. Nghe ông mở cuộc chẩn bần, những hành khất các nơi tụ lại rất đông để thọ thí. Trong số ấy có một ông lão thân hình tiều tụy, ăn mặc rách rưới dơ dái, thấy đài bỏ trống liền leo lên ngồi. Ca La Diệt vội đến mời lão xuống giải thích: đài này tôi lập ra để cầu Đức Văn Thù Sư Lợi giáng ngự, ông làm vậy không nên. Rồi trưởng giả lấy tiền bạc cho ông và bảo đi nơi khác.
Trải qua cuộc trai đàn, trước sau có 7 lần như vậy, và người ăn xin nào bước lên đài cũng đều bị mời xuống. Mãn cuộc trai đàn, trưởng giả Ca La Diệt nằm mộng, thấy thần nhân mách bảo: 7 lần người ăn mày leo lên đài, đó là dân thù Sư Lợi Bồ Tát hóa hiện ra mà nhà ngươi không biết. Ca La Diệt tỉnh mộng, tự hối trách, buồn rầu vô hạn. Phụ bình: Người tu Phật ai cũng mong gặp Phật và Bồ Tát, ông Ca La Diệt đây lại càng mong mỏi hơn người. Chỗ mong ước của ông là được gặp Đức Văn Thù Bồ Tát. Ông thiết lập trai đàn bố thí cầu nguyện, nhưng 7 lần Bồ Tát hóa hiện bằng nhơn leo lên đàn đều bị lôi xuống. Ông Ca La Diệt tưởng tượng hình dung một vị Bồ Tát tướng tốt uy nghi, hào quang sáng rỡ phi thường, có được hảo tướng như thế thì ông mới tin nhận và cúng bái. Đời cũng hiếm người biết cúng chùa lễ Phật, kính trời những kẻ vô hình, mà đối với những người bần tiện thì không hề giúp đỡ và khinh khi ra mặt. Phật dạy: Nếu những bậc vua chúa hay người quyền quý cao sang thấy kẻ tật nguyền bần cùng đói rách mà khởi lòng thương xót, hạ tâm mỉm cười, dùng lời an ủi êm dịu và đem tiền của bố thí giúp đỡ, tất được phước báo vô lượng như bố thí cho chư Phật nhiều bằng vô số cát của 100 con sông Hằng vậy. Chư Phật và Bồ Tát bình đẳng thương yêu cả chúng sanh như mẹ thương con. Nếu chúng sanh lấy lòng bình đẳng thương yêu kính trọng mọi người, không lòng khinh trọng thì lúc nào và ở đâu lại không gặp Bồ Tát. Ngược lại, nếu đem tâm chứa đầy nhân ngã, khi người ngạo vật để cầu Phật hiện đến trước mặt cũng chẳng nhận ra được, và khi gặp mà chẳng biết, qua rồi biết tìm đâu. Mười, cho trâu chết ăn cỏ. Một vị trưởng giả nọ rất giàu có, thâm tín Tam Bảo, thường tu phước bố thí. Sau mạng chung, con cháu đem thay ông lên gò cao hỏa táng xong, thu nhặt tro tàn đựng vào bình đặt trên bàn hương án. Chúng bày la liệt những thứ cao lương quý giá, cúng kiến linh đình, rồi xúm nhau khóc kể thảm thiết. Thiên đế nhìn thấy con cháu ông dại dột vì thương cha mà làm những việc vô ích nên muốn thức tỉnh. Ngài bèn hóa ra tên Mục Đồng, tay ôm cỏ, tay dẫn trâu đến gần nơi tế lễ ấy. Đến nơi, trâu bỗng ngã ra chết. Đứa bé lấy cỏ đút vào mồm trâu bảo ăn. Trâu không ăn được, nó giận dữ, lấy roi đánh đập, quát tháo ầm ĩ. Mấy người con trưởng giả thấy vậy bảo: Này chú bé kia, sao khờ khạo vậy? Trâu đã chết làm sao ăn nữa mà phải hoài công la hét? Đứa bé đáp: Trâu mới chết miệng vẫn còn đây, còn có thể hy vọng. Hơn mấy người bài lễ linh đình trước đống tro tàn rồi khóc kể, có khôn gì? Cả nhà trưởng giả đều ngạc nhiên, tỉnh ngộ nói: Ồ, thật là thông minh. Người là con nhà ai và ở đâu đến đây? Đứa bé đáp: Ta chính là trưởng giả cha các ngươi, nhờ phụng sự Phật Pháp mà nay đã sanh thiên. Thấy các ngươi không lo tu hành, lại mãi đeo đắm theo tình thương quyến thuộc, làm điều vô bổ, nên hiện xuống giác tỉnh các ngươi. Nói xong, thiên đế biến lên thiên cung. Phụ bình: Tế lễ cúng kiến ông bà cha mẹ quá giản là một tục lệ cổ truyền. Đến ngày giỗ quẩy, con cháu thân thuộc tụ lại nấu một mâm cơm cúng ông bà để tỏ lòng kính mến, ghi nhớ ngày kỷ niệm biệt ly. Đối với người tu Phật, đó cũng là cơ hội cùng hợp nhau cầu nguyện cho vong linh thân nhân được siêu sanh. Có lắm nhà đến ngày giỗ sát hại rất nhiều heo, gà, nấu nướng đủ món ngon, bày biện linh đình, dọn lên đem xuống, cá tôm vẫn nguyên tiền, rồi cùng nhau ăn uống no say, đôi khi xảy ra cãi cọ ôm sờm. Các việc ấy nào có lợi chi cho nắm xương đã vùi sâu giữa bãi tha ma. Khi xưa, các thiện tín đến lễ giỗ hoặc thân nhân mới mất trong vòng 49 ngày
thường sửa soạn các món ngon quý cúng dường chư tăng đại đức để nhờ chú nguyện hộ, hoặc giả mở cuộc chẩn bần bố thí phóng sanh để đem phước lực ấy hồi hướng cho vong nhân thoát khỏi ba đường ác. Đức Phật có dạy: nếu ai vì thân nhân quá giảng mà tu tạo các việc phước đức, thì trong bảy phần vong nhân hưởng một, sáu phần kia người sống tự hưởng. Trái lại, nếu vì người chết mà sát hại sanh vật cúng tế, tạo nhiều nghiệp ác, ắt vong nhân phải chịu đọa lây. Xem tích xưa, gẫm lại việc nay, ta nên xét kỹ và mạnh dạn cải cách những tục lệ sai lầm vô ích. Mười một, giả xuất gia được đắc đạo. Có một tên trộm thấy trong chùa nọ có một cái chảo bằng vàng rất to mà chư tăng dùng để nấu ăn. Y muốn trộm lấy chảo ấy lắm, ngặt nỗi ban đêm người ngoài khó vô chùa được. Chỉ có cách giả xuất gia vào ở trong chùa, thừa cơ thuận tiện ẩm của là ổn hơn cả. Tính xong, y cạo bỏ tóc râu đến xin xuất gia làm tỳ kheo. Y được vị hòa thượng trụ trì truyền thọ tam quy ngũ giới và giảng giải nhân quả tội phước cho nghe. Nghe những việc tội phước, nhất là cái khổ báo kinh hồn của nghiệp ác gây nên, y sợ hãi, sám hối tu hành tinh tấn. Sau một thời gian cố gắng, tỳ kheo ấy chứng đạo. Người mừng rỡ nhớ lại cái chảo vàng là động cơ thúc đẩy mình xuất gia nên mới được như ngày nay. Bèn đến bên lễ bái và đi quanh ba vòng để tỏ lòng cảm tạ. Phụ bình. Lòng tham thì ai cũng có ít nhiều. Tham của thế chưa đủ, còn mon men định ẩm của chùa. Lão trộm này quả là quá lắm. Cạo đầu xin xuất gia vào chùa ở để thừa cơ đội cái chảo vàng. Thật lão đã hết dạ tận tụy với nghề trộm. Nhờ gần gũi chốn thiền lâm, nghe được pháp yếu, lão hồi tâm hướng thiện, hết lòng sám hối, chí tâm tu tập ít lâu được chứng đạo. Bây giờ có đem trăm cái chảo vàng đổi công tu chứng ấy cũng chẳng đổi. Mừng rỡ khôn cùng, lão đến bên chảo lễ bái tạ ơn. Phật vì thương chúng sanh si mê tội lỗi, mới rưới mưa pháp gội sạch lòng trần nhơ bợn xấu xa. Chúng ta ai lại chẳng có ít nhiều tội lỗi? Có tội nhưng nghe được pháp màu, biết hối cải tu thân, tức sẽ trở nên trong sạch. Cơ duyên vào đạo tuy có nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoặc vì mộ đạo, hoặc chán đời, bị ép buộc trốn phép nước, hay cùng lắm là như trường hợp của lão trộm nói trên. Nhưng việc tu hành chỉ cần chuyên tâm trì chú, tức chứng đắc đạo quả. Các Phật tử hiện nay cơ duyên đưa mình vào cửa đạo có lẽ tốt đẹp hơn lão trộm nhiều. Nếu thêm vào sự chí tâm tu, ai bảo là không thể bì kịp với người lễ bái cái chảo ấy. Mười hai, do nơi nghiệp lực. Vua Ba Tư Nặc vừa thức giấc, nghe hai vị quan canh phòng ngoài cửa đang bàn luận việc đời. Một vị quan nói: đời tôi chỉ nương nhờ nơi vua mà sống. Vị kia bảo: theo tôi xét nghĩ thì đời người không thể nương tựa nơi ai được cả, các việc đều do nơi nghiệp lực của mình. Vua Ba Tư Nặc có ý thương người nói nhờ vua mà sống, muốn trọng thưởng một cách kín đáo. Vua cho người thân tín đến bảo hoàng hậu: trưa nay có người mang rượu đến, hãy lấy ngọc ngà châu báu trọng thưởng người ấy. Trưa lại, vua ăn uống xong còn nửa hồ rượu, bèn sai vị nội quan nói nương nhờ vua mà sống ấy đem đến cho hoàng hậu. Người ấy mang hồ rượu ra khỏi cửa, bỗng xây sẫm mặt mày, máu cam ra rất nhiều, mới mượn người kia đi thế. Sao vua nghe lại kêu vị nội quan hỏi:
Trẫm sai người đi, vì sao lại giao cho người khác? Vị nội quan đáp: Tâu bệ hạ, tiểu thần vừa ra khỏi cửa bị chảy máu cam nên không đi được, phải nhờ bạn đi thế. Vua than rằng: Nay ta rõ lời Phật nói chẳng sai, tự tạo lấy nghiệp, tự thọ lấy quả báo, không thể tranh đoạt. Chẳng phải trời hay vua chúa cho được vậy. Phụ bình: Sở dĩ chúng sanh có sự sai khác nhau về hình thể, giai cấp, trí tuệ là do mười nghiệp của thân khẩu ý mà ra. Thân có ba nghiệp: sát, đạo, dâm. Khẩu có bốn nghiệp: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu. Ý có ba nghiệp: tham, sân si, tà kiến. Đó là mười nghiệp ác. Ngược lại mười ác tức là mười thiện nghiệp. Phàm có người khởi tư tưởng, nói năng, hành động đều gây thành nghiệp hoặc lành hoặc dữ. Nghiệp ấy có sức mạnh lôi cuốn con người luân hồi và thọ báo nên gọi là nghiệp lực. Do nghiệp thiện ác của con người đã làm đến ngày nay thành quả, nên có kẻ thọ yểu, sang hèn, giàu nghèo, mạnh khỏe, tật nguyền, ngu trí. Tóm lại, mọi sự vật mà con người gặp phải trên đời đều do nghiệp lực. Chúng sanh tự gieo nhân và hưởng quả, chẳng phải Phật trời vì tình riêng mà ban phước, giáng họa cho đời. Mỗi người đều do nơi nghiệp lành dữ của mình chiêu cảm nên hoặc được nhiều may mắn, người trên giúp đỡ, kẻ dưới kính dị, hoặc bị đời khinh bạc, nạn tai dồn dập. Phật dạy, con người do nghiệp mà thọ sanh, do nơi nghiệp lực mà thọ báo. Nghiệp lực to lớn vườn non, rộng sâu tợ biển và hay ngăn chướng thánh đạo, vì không tin hiểu luật nhân quả nghiệp duyên, lúng túng, cùng lắm kẻ cách trời, oán người, hay làm điều gian ác, nịnh hùa nơi quyền thế để được vinh thân. Đó chẳng khác nào uống nước muối mong đỡ khát, ăn nấm độc đỡ lòng, không đỡ vớt được gì còn thêm tai khổ. Sự tích kể trên biểu thị rõ sức mạnh của nghiệp lực. Mỗi người đều là vị chủ nhân sáng tạo lấy đời mình trong hiện tại và tương lai. Ta nên suy nghiệm kỹ, hầu tạo cho mình một ngày mai tươi đẹp. Mãn xà nhân. Tại nước Xá Vệ, một hôm bỗng có một trận mưa huyết đổ xuống khắp cả vùng rộng độ 10 dặm. Vua và quần thần lo sợ, rước chim sư gia đến đoán xem kiết hung. Chim sư gia bảo: Cứ theo sách xưa kể lại thì mưa huyết là điểm không tốt, vì có mãng xà đầu xanh trong nhân giới, sau này sẽ gây tai hại rất lớn. Vua hỏi: Vậy phải tìm xem nó thành người chưa? Chim sư gia đáp: Tâu bệ hạ, nên tìm bắt hết trẻ sơ sinh trong nước, đem bình không đến cho chúng khạc vào. Nếu là mãng xà nhân thì khi độc bốc lên như hơi lửa sẽ rõ được. Vua y lời, khi tìm ra mãng xà nhân bèn cùng quần thần thương nghị nên đem nó an trí trong rừng sâu vắng vẻ để tránh hại cho dân. Nếu có ai đáng tội chết sẽ đưa đến đây cho mãng xà nhân phun độc sát hại. Cứ như thế, tính ra suốt đời mãng xà nhân đã giết cả 72.000 người. Đến lúc nó đã già bệnh sắp chết, Đức Phật thấy tội nghiệp của nó quá to sẽ vào địa ngục, chẳng biết đến bao giờ mới thoát khổ. Ngài nhủ lòng thương xót, bảo Xá Lợi Phất đến hóa độ. Mãng xà nhân đau nằm trong động, thấy có người ngang nhiên đi đến, nổi giận bảo: Ta chưa chết mà có kẻ dám khinh thường ta như vậy à? Bèn phun độc khí giết Xá Lợi Phất. Nhờ uy đức trí tuệ, Xá Lợi Phất không hề hấn gì. Xà nhân ba lần phun độc khí, dung sắc tôn giả càng thêm tươi nhuận. Thế vậy,
Xà Nhơn tự nghĩ, đây chắc là bậc tôn đức. Nghĩ thế, lòng sanh tôn kính, phát khởi thiện tâm. Xà Nhơn bảy lần chiêm ngưỡng Xá Lợi Phất từ đầu đến chân, thiện tâm càng tăng trưởng. Xá Lợi Phất trở về bạch Phật rằng đã hóa độ xong. Mãn Xà Nhơn bảy ngày sau mạng chung được sanh lên cõi trời. Bấy giờ vua Ma Kiệt đến hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Mãn Xà Nhơn nay chết sẽ sanh vào cõi nào? Đức Phật đáp: Sanh lên cõi trời. Vì sao hung ác lại sanh thiên? Mãn Xà Nhơn nhờ phát khởi thiện tâm bảy lần chiêm ngưỡng Xá Lợi Phất nên được sanh lên cõi trời Đao Lợi thứ nhất. Khi hưởng hết phước cõi này sẽ sanh lên cõi trời Đao Lợi thứ nhì. Nhẫn đến cõi thứ bảy sẽ thành Bích Chi Phật. Bạch Thế Tôn, còn tội sát 72.000 nhân mạng khỏi thường sao? Phật đáp: Kiếp sau rốt Mãn Xà Nhơn thành Bích Chi Phật, thân sắc như vàng rồng, ngồi tham thiền với cội cây. Có một đạo binh hơn 7 vạn người đi ngang qua trông thấy, lầm tưởng tượng bằng vàng, xúm chặt dụng ra chia nhau. Khi cầm lên tay xem lại là thịt, chúng chất đóng lại rồi bỏ đi. Nhân quả đến đấy đã dứt, Bích Chi Phật nhập Niết Bàn. Tội nghiệp to tát ngày nay đến chừng ấy chỉ đền lại một ít là hết. Phật bảo vua: Gặp bậc thiện trí thức, dầu tội nghiệp chất bần non cũng có thể tiêu diệt và được chứng đạo. Phụ bình: Người suốt đời chỉ khởi lòng sân hận hung ác, đến ngày lâm chung nhờ gặp bậc thiện tri thức phương tiện hóa độ, khiến thiện tâm phát khởi, tức chuyển ác đạo sanh lên thiên xứ, và tội nghiệp to lớn tày non cũng tiêu giảm. Mầu nhiệm và lợi ích biết bao sức hóa độ của Phật Pháp Tăng. Nếu chẳng quy y Tam Bảo, bỏ giữ về lành, con người ắt phải vĩnh kiếp theo tội nghiệp của mình mà luân chuyển trả dây, thọ muôn vàn thống khổ. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Gặp Phật Pháp Tăng mà kính tinh phát khởi thiện tâm cũng khó. Nay chúng ta được làm người, gặp Phật Pháp, nếu chẳng sớm hồi tâm hướng thiện, để luống qua một kiếp rất đáng tiếc. Thân người mất đi rồi, linh hồn biết trôi dạt về đâu. Mười bốn, Xá Lợi Phất độ trưởng giả Tà Kiến. Tại thành Xá Vệ, có vị phạm chí giàu có vô số, thông minh trí tuệ, nhưng bị Tà Kiến không tin nhân quả, cho làm lành vô ích. Xá Lợi Phất dùng đạo nhãn xem xét, thấy trưởng giả ấy tức phước sâu dày ngày nay được giàu sang, lại không gieo thêm giống tốt, ngày sau đọa ác đạo. Tôn giả đến đấy hóa độ. Trưởng giả vừa ngồi lại bàn ăn, Xá Lợi Phất ôm bát, dùng thần thông hiện đến khất thực. Trưởng giả trông thấy có tỳ kheo vào xin cơm, nổi giận, kêu người gác cửa vô đánh mắng một hồi, rồi lại bàn ăn, không thèm nói gì đến Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ôm bát đứng chờ. Ăn xong, trưởng giả xúc miệng nhổ một bún nước vào bát Xá Lợi Phất và bảo: Bố thí rồi đó, đi đi. Xá Lợi Phất chú nguyện: Nguyện cho ông ngày đêm mãi mãi thọ phước lạc vô cùng. Nguyện xong, tôn giả đem bún nước ấy về lấy đất hòa vào, rồi thoa chỗ Phật đi kinh hành, bạch: Bạch Thế Tôn, trưởng giả keo cú kia nay thí một ngụm nước, con hòa bùn thoa lên chỗ kinh hành, nguyện Thế Tôn đi trên ấy khiến trưởng giả được vô lượng phước. Phật vì trưởng giả liền kinh hành tam muội trên ấy. Trưởng giả sau khi làm nhục Xá Lợi Phất, bèn sai người theo dò xem tỳ kheo ấy làm gì. Dò xong, người nhà trở về thưa lại trưởng giả tự sự và nói: Đức Phật đã bỏ dương vị cao sang làm sa môn ôm bát khất thực, chẳng phải tham cầu lợi dưỡng mà vì cứu độ chúng sanh. Trưởng giả nghe xong, sám hối ăn năn,
dẫn gia quyến đến lễ Phật sám hối tạ tội. Phật vì ông mà thuyết pháp, ông nghe pháp tỏ ngộ, chứng quả bất thối chuyển. Phụ bình. Trong câu chuyện nhỏ nhặt trên cũng đủ chứng minh đời sống của Đức Phật và chư Thánh Tăng là một tấm gương vị tha sáng chói. Lúc nào các ngài cũng quên mình để tìm phương cứu độ quần sanh, mặc dù chúng sanh rất ngang ngạnh khó độ. Trưởng giả hiểu lầm Phật Thánh, chán ghét sỉ nhục các ngài thế mà các ngài còn hết lòng hóa độ cho. Huống là những người cần cầu chí tâm tin tưởng và phụng sự Phật Pháp Tăng. Sự thật chẳng khiên gì trưởng giả lầm hiểu Phật, đời còn biết bao người ngờ vực. Xét cho cùng, nếu nói Phật vì danh thì ngài đã giàu sang trên thế khó bì. Nay vì lẽ gì lại bỏ cả lợi danh tột đỉnh ấy, đi ôm cái bát của kẻ ăn xin để cầu danh lợi? Đúng ra Phật vì lòng từ bi, muốn làm lợi ích cho chúng sanh, muốn mọi người có dịp gieo duyên lành cùng Phật Pháp. Quý hóa thay, thế gian có Phật ra đời, chúng ta không được may mắn như trưởng giả gặp Phật đương tại thế, nhưng giáo pháp của ngài vẫn còn. Lúc Phật sắp nhập Niết Bàn có nói với các đệ tử: các ông hãy y theo những lời kinh luật của ta đã dạy mà tu hành. Ta dù ở mãi cõi đời này cũng không dạy được gì khác hơn nữa. Trong chúng ta, nếu còn nghi ngờ không tin Phật thì quả là rất vô duyên với Phật Pháp, và như thế mất nhiều lợi ích cho mình vậy. Mười lăm, ba người say rượu. Có ba người cư sĩ rủ nhau ra chỗ vắng bày tiệc uống rượu. Đang lúc cùng nhau say sưa, bỗng Phật và các đệ tử đi đến. Một người kinh hãi chạy lủi vô bụi rậm, một người lỡ cơ đành ngồi bó gối, còn một người nữa đứng lên ra bộ tỉnh tuồng nhảy múa nói: con có uống rượu, Bạch Cô Đàm, con có uống rượu. Phật mỉm cười quay lại bảo với các tỳ kheo: các ông có thấy ba người say rượu ấy chăng? Người chạy trốn đó đến đời vị lai Đức Di Lặc xuất thế sẽ được đắc độ. Người ngồi xếp ve sượng sùng kia, trong hậu kiếp có 1000 vị Phật ra đời, đến vị Phật sau rốt người ấy sẽ được đắc độ. Người thứ ba kia thì chẳng biết đến bao giờ mới được đắc độ. Phụ bình. Việc tửu sắc có sức mạnh làm cho con người đắm mê đến cực độ, lắm khi biết đó là điều quấy ác tai hại cũng vẫn im. Ba người cư sĩ ấy thừa biết uống rượu là phạm giới, nhưng thèm quá rủ nhau ra chỗ vắng ăn uống cho thỏa. Tưởng việc không ai hay, về đâu gặp Phật đi đến, bị bại lộ, một người quá sợ và hổ thẹn chạy trốn. Biết hổ thẹn tất có thể sớm quay về với lẽ phải. Anh ta được Phật thọ ký, khi Đức Di Lặc ra đời thì anh sẽ đắc độ. Một người nữa cũng biết quấy, nhưng lỡ rồi đành ngồi lì chịu trận. Anh này có ngày cũng hối, nhưng lâu hơn. Làm tỉnh múa men, tỏ ra mình không say, và lên tiếng dối là không có uống rượu như anh chàng thứ ba này, thì hết mong ngày cải hối. Đã quấy không biết nhận lỗi, còn dối mình gạt người. Ôi, xã hội mà có nhiều hạng người như vậy thì tai hại biết bao. Nếu những hạng này mà có quyền thế thì đời càng thêm rối. Mười sáu, vị tỳ kheo sơ xuất bị chê cười. Một vị tỳ kheo đang đi, vì tiểu tiện thúc bách quá nên bước sang dãy đường đứng tiểu. Hành nhân thấy vậy cười bảo: tỳ kheo ấy thiếu oai nghi, ai lại mặc pháp phục đứng võng lưng tiểu như vậy, thật đáng chê. Có một người theo phái Ni Kiều Tử nghe vậy tự nghĩ: Phật và chư đệ tử có lẽ hạnh đức đầy đủ, oai nghi nghiêm chỉnh, nên tỳ kheo ấy lỡ thất tiểu hạnh liền bị chỉ trích chê bai. Còn bọn ta lõa mình đi cùng đường xá,
sao không ai buồn nói đến? Người ấy nghĩ xong, theo Phật xin thọ giới xuất gia, và sau khi nghe pháp liền đắc Tu Đà Hoàn quả. Phụ Bình đi ngang đống rác hôi hám, mọi người nín thở ngoảnh mặt bước nhanh qua, chẳng ai buồn nhìn kỹ hay chê bai này nọ. Vì sao? Vì đã là rác đến dơ bẩn, ai hơi đâu bàn đến. Trái lại, khi trông vào một tấm gương sáng có ít vết lộ ố hoen, ngắm một hòn ngọc quý có chút vết tỳ, thì ai cũng tiếc. Đôi khi cũng có ít người vì ghen tị sự tốt, sự hay của kẻ khác, vì mình không bằng được nên bới móc, tìm chỗ sơ xuất để dèm pha. Ngoài ra, phần đông người ta phiền trách vài vết ố hoen, vết tỳ nho nhỏ, vì người ta muốn được hân hạnh ngắm một tấm gương trong suốt, một viên ngọc hoàn hảo. Nay những cái ấy không được như nguyện nên mới phàn nàn. Chứ nếu những cái quá tồi tệ rồi, ai còn phải hoài công bàn đến. Chanh chua đã đành, cam mà chua bảo sao đừng trách. Người tu cũng vậy, đã tu lẽ tất nhiên hạnh kiểm đoan nghiêm, lòng từ bi hỷ xả hầu nêu gương sáng cho đời. Nay lại mất hạnh, dù ít nhiều cũng không tránh tiếng thị phi, và thiên hạ còn chê trách. Đó là họ muốn cho ta được trở nên hoàn mỹ. Giả lại, vết nhơ trên tấm gương trong sáng bao giờ cũng nổi bật, rất dễ thấy. Một vị giáo sư đưa tờ giấy có một đốm mực lên hỏi: các trò có thấy gì trong này không? Cả lớp đồng thanh đáp có một đốm mực nhỏ. Giáo sư cười bảo: vậy còn cả tờ giấy trắng to lớn, sao không ai để ý vậy? Nhân đó, người khuyên học sinh nên cố gắng giữ gìn mình trong sạch, vì người đời thường để ý đến những việc xấu của ta hơn việc tốt. Tâm lý chung của đời là vậy. Kẻ tu hành không giữ giới luật tinh nghiêm, tránh sao khỏi bị chê cười. Ở câu chuyện trên còn có điều đáng khen. Theo thói thường, đạo hay ố đạo, người ở tôn giáo này thường chỉ trích kẻ ở tôn giáo khác. Nay vì ngoại đạo lõa thể, thấy tỳ kheo bị chê bai mà không chê đùa theo, lại biết xét người xét mình, bỏ tà quy chánh, nhờ thế theo đạo Phật ít lâu, người ấy được chứng đạo. Mười bảy giải đãi. Một hôm Đức Phật cùng các vị đệ tử đi ngang qua một cánh đồng. Có người nông phu đang cày ruộng gần đấy, thấy Phật hào quang rực rỡ, oai nghi đoan chính, lòng anh rất hân hoan, toàn đến lễ Phật xin quy y. Nhưng chợt nhớ đến công việc cày cấy chưa xong, bèn tự nhủ: thôi để khi khác, bao giờ cày cấy gieo giống xong được rảnh rang, hãy đến nơi Phật xin quy y cũng chẳng muộn. Nghĩ vậy rồi anh tiếp tục công việc. Phật biết ý niệm của anh nông phu kia nên mỉm cười. A Nan liền lễ Phật hỏi duyên do. Phật đáp: các ông có thấy người cày ruộng ấy chăng? Anh ta trải qua 91 kiếp, gặp cả thảy 7 vị Phật ra đời. Mỗi lần gặp Phật, anh đều hoan hỷ toan đến quy y lễ bái. Nhưng nghĩ lại, việc mùa màng chưa xong bèn thôi, tự hẹn khi khác. Đến nay gặp ta, y vừa toan đến quy y, rồi cũng thối niệm tự hẹn khi khác. Cứ như thế, đã biết bao nhiêu lần sanh tử chuyển luân, việc cày cấy vẫn chưa xong, và cũng chưa được quy y Tam Bảo. Anh nông phu nghe Phật nói tiền nghiệp giải đãi của mình như vậy, giật mình kinh sợ, tự hối quá, buông cày đến lễ Phật cầu xin thọ giới quy y. Phụ Bình. Bất luận người đời hay trong đạo, tánh giải đãi rất đối kỵ cho sự thành công. Muốn sớm đạt kết quả, dù việc nhỏ cũng cố gắng hăng hái tiến hành. Thôi để khi khác vậy, cày cấy cho xong đã. Chỉ một ý nghĩ ấy đủ làm anh nông phu trên trải qua 7 vị Phật ra đời,
suốt 91 kiếp luân hồi sanh tử vẫn chưa rảnh cho thọ tam quy. Ôi, lo giàu nghèo lo mãi chưa xong, thôi để khi khác. Khi khác ấy đến bao giờ mới có? Sau khi suy xét kỹ, thấy việc nào phải đáng làm, ta nên thực hành ngay, chớ đợi ngày mai, vì vô thường khó hẹn. Hiện tại là con đường dẫn đến tương lai, thì việc làm hôm nay mới là việc đáng kể. Có bác nhà quê kia ra chợ, thấy trên cửa một hiệu cơm sang trọng có treo bảng lớn đề: ngày mai ăn khỏi trả tiền. Bác ta gật gù tự bảo: hay lắm, mai ta đến đây đánh chén một bữa cho no say. Hôm sau bác ta khăn áo chỉnh tề vào ngay tiệm cơm ấy, kêu dọn ra các thức ngon. Ăn xong vừa toan ra về, người nhà hàng đến tính tiền cơm. Bác sừng sộ: anh treo bảng rao hàng hôm nay ăn khỏi trả tiền, sao còn đòi hỏi lôi thôi? Nhà hàng cười bảo: đó là ngày mai mà, còn hôm nay xin bác cảm phiền trả giúp. Bảng vẫn còn treo, bác xem kỹ lại xem. Bác nhà quê nghẹn ngào xuống nước nhỏ, tạm thế giày nón lại, bẽn lẽn ra về, miệng còn lẩm bẩm: như vậy thì còn tìm đâu cho được ngày mai. Đúng như truyện ngụ ngôn chứng minh trên, thực tế ngày mai không bao giờ có. Vậy việc tu hành nếu mãi chần chờ lần lựa, e rồi đây ta cũng sẽ để giày nón lại giữa chợ đời, lặng lẽ ra về nơi âm cảnh mà chưa hề gieo được chút phước duyên. Thế nên điều lành nếu có thể làm được, hãy thi hành ngay, vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, ta chờ nó làm chi? Mười tám, đầu thai loài rắn. Có một vị sa môn đang đi ngang đồng cỏ, bỗng nghe tiếng kêu lớn: hòa thượng, hòa thượng! Sa môn kinh ngạc ngó trước xem sao, chẳng thấy ai. Có một con rắn ở trong bụi bò ra nói: dạ con đây, xin ngài chớ kinh lạ. Xin ngài từ bi vì con mà thuyết trình kinh pháp, khiến con thoát khỏi thân rắn. Rồi rắn hỏi tiếp: hòa thượng có biết vua A Kỳ Đạt chăng? Sa môn đáp: có biết. Rắn bảo: chính là con đây vậy. Sa môn ngạc nhiên hỏi: A Kỳ Đạt Vương tạo lập chùa tháp, bố thí cúng dường, công đức to lớn, đáng lẽ sanh thiên đường, vì sao lại đến nỗi này? Rắn đáp: lúc sắp lâm chung, người hầu đứng bên vô ý làm rớt quạt trúng mặt con, khiến lòng sân hận phát khởi, nên bị đọa vào loài rắn. Đạo nhân bèn thuyết kinh, rắn hoan hỷ mập đầu sát đất, tâm chú ý nghe. Rắn nhịn ăn 7 ngày mạng chung, được sanh lên cõi trời làm thiên đế. Ít lâu sau, thiên đế đem hoa trời đến rải cúng dường Phật và trụ giữ hư không nói: con là A Kỳ Đạt Vương, nhờ đạo nhân thuyết pháp khai ngộ, được sanh thiên, nay dân hoa báo đáp Phật ân. Xem thế, người bệnh sắp lâm chung, quyến thuộc có hộ bệnh cũng nên thận trọng hộ tâm cho bệnh nhân vậy. Phụ bình: người tu Phật, nhất là tu theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu giảng sanh lúc lâm chung, việc định tâm rất quan trọng. Lúc ấy nếu nhất tâm niệm Phật, tức được giảng sanh Tây Phương. Trái lại, nếu tâm thần tán loạn, thất tình giấy khởi, tức phải theo nghiệp mê chuyển luân trong ác đạo. Vua A Kỳ Đạt sanh tiền tu phước đáng được sanh thiên đường, nhưng vì trước giờ nhắm mắt lìa đời, lòng sân hận nổi lên, nên phải đọa làm thân rắn. Người tu Phật khá hộ trì thân nhân khi sắp lâm chung. Theo kinh cho biết, con người khi hơi thở vừa dứt, tim ngừng đập, toàn thân tê cứng như muôn triệu mũi kim đâm vào. Lúc đó ai đụng đến mình tức vô cùng nhức nhối, lấy việc ngồi lâu bị tê chân sẽ rõ. Vì quá đau đớn không nhẫn chịu được,
nên khởi lòng sân hận, tức có thể bị đọa vào ác thú hoặc địa ngục chịu khổ. Khi trong gia đình có người đau sắp từ trần, quyến thuộc chớ khóc lóc réo kêu làm cho người sắp chết sanh lòng luyến ái mà anh linh khó siêu thoát. Hãy giữ yên lặng cầu nguyện và thay nhau niệm Phật, nhờ thế họ có thể vãng sanh Tây Phương hoặc lên cõi trời hưởng phước. Nên biết, niệm lực lúc lâm chung rất mạnh mẽ, có thể chuyển được ác cảnh ra thiện cảnh hoặc thiện cảnh ra ác cảnh. Tóm lại, hãy lưu tâm, chớ động vào mình người sắp chết, chờ toàn thân lạnh hẳn mới di động. Dù khi dứt hơi họ có co tay uống mình cũng vậy. Khi lạnh hẳn, hãy nhúng khăn vào nước nóng, áp vào các lắc léo mà sửa lại và thay y phục cho họ. Không nên kêu khóc khua động, chuyện giảng ồn ào, hãy giữ im lặng cầu nguyện. Niệm Phật rõ ràng hộ cho người chết. Chớ sát hại sinh vật trong việc tang lễ, có những triệu chứng báo trước cho người chết được vãng sanh. 1. Tâm không điên đảo. 2. Biết trước ngày giờ chết. 3. Không mất tịnh niệm. 4. Tắm gội thay y phục sạch sẽ. 5. Tự niệm Phật. 6. Chắp tay ngồi ngay ngắn. 7. Có mùi thơm lạ. 8. Có ánh sáng chiếu thân. 9. Trên hư không nhạc trời trỗi. 10. Thuyết kệ khuyến khích người tu hành. Mười chín, A Nan tổng trì. Một hôm, Phật ngụ tại thành Xá Vệ, nơi giường cấp cô độc. Chư tỳ kheo có chỗ nghi, đồng đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hiền giả A Nan nghe Phật thuyết pháp không hề quên mất một lời, chẳng rõ người đã tạo phúc đức gì mà nay được vô lượng tổng trì như vậy. Phật đáp: Hãy chú tâm nghe kỹ, sự tổng trì của A Nan là do phước đức của ông cảm báo. Thuở xưa cách nay vô số kiếp, có một vị tỳ kheo có nuôi một tiểu sa di. Tỳ kheo thường dạy đạo cho sa di rất nghiêm khắc, mỗi ngày phải học thuộc đúng theo khóa hạn đã định. Ngày nào sa di tụng đọc đầy đủ thì thầy vui vẻ khen ngợi, nếu không tròn công khóa tất bị trách phạt nặng nề. Sa di thường lo buồn áo não, muốn có đủ thì giờ học kinh thì cái ăn thiếu, bằng đi khất thực xa cho đủ ăn thì thiếu giờ tụng niệm. Bởi thế sa di vừa đi khất thực vừa khóc. Bấy giờ có vị trưởng giả thấy thế kêu sa di hỏi: Vì sao lại khóc? Sa di đáp: Thầy tôi mỗi ngày ra khóa hạn tụng niệm, nếu đi khất thực sớm đủ tụng niệm được tròn, nếu khất thực chậm đủ tất khóa tụng sót phải bị quở trách, vì vậy tôi buồn khóc. Trưởng giả nghe xong bảo sa di: Từ nay ông khỏi đi xa, cứ đến ngay nhà tôi sẽ cung cấp cho ông các món ăn uống để có thì giờ học tập. Từ đó sa di rảnh rang chuyên tâm tu học, khóa trình không bị thiếu khuyết. Ít lâu kinh điển Phật pháp ông đều thông thuộc, thầy trò đều vui vẻ. Đức Phật kết luận câu chuyện: Vị tỳ kheo thầy của sa di thuở ấy là tiền thân của Định Quang Phật. Sa di xưa kia nay là ta đây, còn trưởng giả hảo tâm thí thực ấy nay là A Nan vậy. Do xưa kia giúp người tu học nên nay được phước báo tổng trì, tất cả Phật pháp lọt vào tai ông rồi không hề sót mất. Phụ bình. Trong hàng đệ tử của Phật, ông A Nan là đa văn đệ nhất. Mỗi khi nghe thấy một điều gì, tức mãi mãi không quên. Sở dĩ đại đức được như vậy là vì do tiền thân đã gieo nhân lành, giúp đỡ cho người có phương tiện tu học, nên nay được phước báo, nghe rồi liền ghi nhớ, khỏi phải học tập lâu lắc. Giúp người tu học phước báo vô lượng, nghiệp lành này trợ trưởng cho mình rất nhiều trên đường tu tiến đến toàn giác. Ngược lại,
làm cản trở việc tu tiến của người, khổ báo cũng vô cùng. Đời đời bị nghiệp lực ngăn che, khó nghe hiểu được Phật Pháp, không rõ lẽ, tội phước báo ứng mãi gây thêm nhiều tai ác cho mình. Đã tin luật nhân quả, dù không đủ sức giúp người tu hành, cũng ráng tránh, đừng để gì vô tình hay cố ý làm ngăn cản việc phải hay sự tiến hóa của kẻ khác mà phải mang lấy tội nghiệp về sau. Hai mươi, không tham của thế. Một vị quốc vương thuộc dòng Bà La Môn tên Đa Dị Tả phụng sự ngoại đạo. Ngày kia vua phát thiện tâm muốn mở cuộc chẩn bần. Vua đem bảy báo trong kho ra chất đóng như một đồi cao. Ai đến xin, vua đều hứa cho tùy tiện hốt lấy một nắm. Bố thí nhiều ngày nhưng báo vật chưa giảm bao nhiêu. Bấy giờ Phật quán xét thế nhà vua túc phước sâu dày, đáng được hóa độ. Ngài hóa là một vị phạm chí đến ra mắt vua. Vua bảo: ông muốn cần gì cứ nói, chớ ngại. Phạm chí tâu: tôi từ xa đến, mong xin vua ít trân bảo để tạo lập nhà cửa. Được lắm, ông hãy hốt lấy một nắm báo vật ấy mà dùng. Phạm chí hốt một nắm, đi bảy bước liền quay lại trả y chỗ cũ. Ủa, vì sao ông không lấy? Vua ngạc nhiên hỏi. Phạm chí đáp: của ấy tuy đủ xây cất nhà cửa nhưng không đủ để cưới vợ tạo lập gia đình, nên thôi không lấy. Vậy thì hốt ba nắm đi. Vua dạy bảo. Phạm chí hốt ba nắm, đi bộ bảy bước rồi trở lại trả y chỗ cũ như trước. Vua hỏi: sao ông còn trả lại vậy? Phạm chí điềm nhiên nói: tâu bệ hạ, bấy nhiêu đây tuy đủ cưới vợ tạo lập gia đình nhà cửa, nhưng không đủ tạo điền địa ngựa trâu mướn tôi tớ phục dịch, nên thôi không lấy đâu. Vua ôn tồn bảo: cứ lấy thêm bảy nắm vậy. Phạm chí lấy xong, đi ít bước rồi cũng quay trả lại, không khỏi lấy làm lạ. Vua mau mắng hỏi: có phải còn thiếu gì nữa không? Tâu bệ hạ, tôi nghĩ lại, nếu sau này có con cái phải lo gầy dựng cho chúng, lại phụng khi hoạn nạn ốm đau, tính ra bảy nắm này chẳng có đủ vào đâu, nên thôi không lấy. Vua mỉm cười. Thôi thì lấy hết bảo vật ấy về ứng dụng theo sở ước của ông đi. Phạm chí toan lấy, nhưng rồi lại thôi, từ tạ vua mà đi. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vua gọi Phạm chí hỏi: ông nghĩ như thế nào mà thôi không dùng đến những báu vật này? Phạm chí thản nhiên đáp: tâu bệ hạ, tôi đến đây vốn muốn xin báu vật để kinh doanh sự nghiệp, nhưng xét lại chạy theo lòng tham dục, tích tụ tài sản bậc non, xây dựng cơ đồ, chỉ luôn nhọc công vô ích, vạn vật vô thường biến hoại, kiếp sống chẳng bao lâu, sinh mạng khó bảo đảm được một sớm một chiều, càng nhiều ngày duyên nghiệp ưu khổ càng tăng, chẳng bằng thôi không tham luyến sự đời, sống ngoài vòng tục lụy, vui theo đạo vô vi, vậy nên không cần dùng báo vật nữa. Vua nghe xong tỉnh ngộ, làm lễ Phạm chí, nguyện phụng hành theo lời chỉ giáo. Phạm chí hiện lại thành Phật, thân bay lên trụ giữa hư không, thuyết kệ: dẫu có nhiều trân bảo, chất cao ngất đến trời, đầy khắp cả thế gian, chẳng bằng ngộ chân đạo. Vua chiêm ngưỡng tướng tốt quang minh của Phật và nghe pháp màu, vui mừng cùng quần thần lễ bái, thọ ngũ giới
và vua đắc Tu Đà Hoàng đạo: Phụ bình, việc đời lo tính mãi chẳng rồi, đủ dùng ngày nay còn phải nghĩ đến ngày mai nữa. Hết lo cho đời mình, lo để lại cho con cháu. Lắm người túi tham không đáy, được voi còn đòi tiên, đứng núi này trong núi nọ. Kiếp người chỉ trăm năm, chơi thật ra nhân sanh thất thập cổ lai hy mà toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Vì quá tham lam ích kỷ, người đời thường gây tai khổ cho nhau, tạo nên cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được thanh nhàn, để xây dựng hạnh phúc chung cho nhân loại, Đức Phật dạy nên muốn ít biết đủ. Càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, dẫu sống trên ngọc ngà châu báu cũng thấy khát khao thiếu thốn. Trái lại, muốn ít biết đủ, dầu chỉ đai cơm, thân tâm vẫn an lạc. Ngẫm lại tự cổ chí kim trải bao lần tan thương dời đổi, có vật gì tồn tại mãi được mà phải hoài công bảo thủ, gây ra những nghiệp ác tày non, tiếng nhơ lưu hậu thế. Chi bằng dẹp bỏ lòng tham vọng, thoát ngoài dòng cương tỏa lợi danh, tìm hiểu chân lý cuộc đời. Được vậy ta sẽ sống an nhàn trong lạc thú thanh cao bất diệt, mà vàng bạc ngọc ngà không thể nào đổi được. Hai mươi mốt, ăn canh trộn lẫn phân chim. Có một nhà điền chủ trồng rất nhiều cây gai trắng. Loại cây này đúng mùa phải nhổ, nếu để trễ tức chỉ gai bị thâm xấu màu. Đến mùa nhổ gai, vị chủ điền mướn nhiều công nhân đến làm việc luôn cả ngày đêm cho kịp thời. Một trưa nọ, người đầu bếp đang nấu một trả canh thịt rất ngon. Lúc gần chín, bỗng có con chim ưng bay ngang, ị phân rớt ngay vào trả canh. Người đầu bếp vội vàng hớt, nhưng không kịp, phân đã hòa trong canh. Bỏ nấu lại thì trễ bữa, nồi canh to mà chút ít phân chim lộn vào không thể làm hư mùi vị. Người đầu bếp nghĩ vậy nên cứ dọn ra. Nhân công đi làm về, đang đói ăn uống ngon lành vui vẻ, riêng người đầu bếp không ăn canh. Mấy người công nhân thấy vậy, tưởng đầu bếp nhường nhịn món ngon cho khách, bèn gấp thịt bỏ vào chén ép mời. Đầu bếp dị tình miễn cưỡng ăn với khách, chứ thật chẳng thấy thích ưa mùi vị. Cũng như vậy, thấy chúng sanh đắm mê chốn hồng trần uế trượt, chư Phật vì lòng từ xuất hiện xuống trần hóa độ. Các ngài nương lấy phàm thân hòa mình với đời, cũng ăn mặc như người, chớ lòng không chút thích tham. Phụ bình, câu chuyện thí dụ trên chỉ rõ việc cư trần bất nhiễm của Phật Thánh. Cõi ta bà đầy thống khổ uế trượt, ngay thân người cũng chỉ toàn những thứ nhầy nhụa tanh hôi. Thế mà chúng sanh bị lớp màu sắc ảo giả bên ngoài làm mê hoặc đắm say, vô vàn thống khổ. Người đời khổ vì ăn, mặc, ở, tức là vì sự lợi dưỡng xác thân. Khổ vì tham cầu danh lợi, khổ vì tình duyên ái dục. Thiên hạ vốn biết say mê theo danh lợi tài sắc là khổ, nhưng không thể xa lánh buông bỏ. Vì bỏ nó, con người cảm thấy đời sống tẻ lạnh khô khan. Vậy nên đành nhận khổ làm vui, lấy nhơ làm sạch, dù rằng vui để mà khổ. Với người đời chưa tìm thấy cái vui thoát tục, chưa có lý tưởng nào cao đẹp để tôn thờ. Đức Phật thương xót chúng sanh si mê, trầm luân trong bể khổ. Ngài ứng hiện trong phàm thân, hòa mình cùng nhân loại tìm phương giác tỉnh đời mê, gác bỏ cả sự giàu sang vinh hiển đang có. Ngài chỉ cần dùng một số tối thiểu vật chất để cung cấp cho thân sống, để đi đó đi đây hóa độ vậy thôi. Đã thấy rõ cõi trần gian ảo giả tanh hôi, thử hỏi lòng nào còn ưa thích. Đời Ngài là một tấm gương thoát tục mà 25 thế kỷ qua nhân loại vẫn tôn sùng. Cư trần bất nhiễm là người thánh.
trích trong bài Tình bạn trần gian của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thánh nhân trong nhân loại, nhưng tâm hồn vẫn vượt ngoài thế tục. Chỉ có việc không nhiễm trần xưa và nay cũng vậy. Nếu làm được như vậy, tất quả vị cũng thế. Hai mươi hai, Phật độ Nan Đà. Thổi nọ, Phật trụ tại Ca Tỳ La Vệ. Một hôm vào thành đến nhà Nan Đà em chú bác với Phật khất thực. Lúc ấy Nan Đà đang vẽ mày trang điểm cho vợ, nghe Phật đến cửa vội nói với vợ: Hãy đình lại một chút, anh ra ý kiến Phật đến, giây phút sẽ trở vào ngay. Nan Đà ra cửa lễ Phật, lấy bát đem vào nhà sớt đầy thức ăn trở ra dâng cho Phật. Phật không lãnh. Nan Đà đưa bát cho A Nan, A Nan cũng không nhận, bảo: Người lấy bát của ai thì trả lại cho nguyên chủ. Nan Đà chẳng biết làm sao, lúng túng phải ôm bát theo Phật về tịnh xá Ni Câu Lữ. Về đến tịnh xá, Phật bèn bảo thợ hất tóc thế pháp cho Nan Đà. Nan Đà giận lắm, cung tay hăm he thợ cạo: Nếu người cạo tóc ta thì ta phải thế pháp tất cả dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ này mới êm với ta được. Thợ cạo chẳng dám rớ tới Nan Đà. Phật nghe vậy bèn cùng A Nan đến một bên chứng kiến. Nan Đà sợ Phật đành chịu cho thế pháp. Tuy thế pháp mặc pháp phục, nhưng hằng muốn trở về nhà, ngặt Phật buộc theo ngài chẳng rời nên chưa có cơ hội. Một hôm đến phiên ông coi giữ tịnh xá, ông rất mừng, toan chờ Phật và chư tăng đi khất thực hết sẽ lén về thăm nhà. Khi tăng đoàn ra đi rồi, ông hối hả xách nước cho đầy các tháo bình xong đặng về. Bình này đầy thì bình kia đổ, xách mãi không rồi. Ông tự nghĩ: Thôi cứ để chư tăng về tự xách lấy. Nghĩ xong, ông đóng các cửa tịnh xá lại. Cửa này gài xong, cửa khác tung ra, đóng mãi chẳng xong. Ông tự nghĩ: Thôi mặc kệ, đồ đạc của chư tăng có mất, ta thừa sức đền lại. Hãy về thăm nhà cái đã. Sợ gặp Phật, ông rẽ sang ngõ khác mà Phật ít khi đi. Nhưng ông về được nửa đường bỗng gặp Phật. Ông hốt hoảng núp vào một thân cây to. Thổ thần chờ Phật đến dở cây đại thọ lên không trung, khiến Nan Đà phải đối diện với Phật. Phật dẫn ông trở lại tịnh xá, ôn tồn hỏi: Người nhớ vợ lắm à? Nan Đà tấu thật lòng mình. Phật dẫn ông lên đỉnh núi, nhưng thấy một con khỉ cái mù lòa. Ngài chỉ cho ông xem và hỏi: Sắc đẹp của vợ ngươi sánh với con khỉ đó như thế nào? Nan Đà lặng thinh không đáp, ý hơi phiền muộn. Vì sao Phật đem con vật xấu tệ mà so sánh với vợ ông? Bấy giờ Phật dùng thần lực đưa ông đi dạo các cung trời đao lợi. Ôi xinh đẹp làm sao, lời lẽ trần gian làm sao kể xiết. Mỗi mỗi cung điện đều có một vị thiên tử cùng chư thiên nữ vui vầy an hưởng cảnh trường xuân. Nan Đà để ý thấy một cung điện nguy nga toàn bằng trân bảo, có 500 tiên nữ vô cùng kiều diễm ở đấy, nhưng không có vị thiên tử nào ngự cả. Lấy làm lạ hỏi Phật. Phật bảo ông đến hỏi thiên nữ xem. Nan Đà đến trước cung điện hỏi thiên nữ: Chư thiên nữ, vì sao nơi đây không có thiên tử như các cung trời khác? Chư thiên nữ đáp: Chúng tôi chờ ông Nan Đà sanh lên làm thiên tử của chúng tôi. Nan Đà chính là tôi. Ông mừng rỡ tự giới thiệu: Nay tôi đang cùng Phật dạo xem các cõi trời, vậy bây giờ ở luôn lại thiên cung có được chăng? Thiên nữ đáp: Không thể được, vì chúng tôi là trời, còn ông là người. Ông hãy trở xuống trần gian tu hành, khi mãn tuổi thọ sanh lên đây chung sống với chúng tôi thì mới được. Nan Đà trở lại bạch cùng Phật các việc. Phật bảo: Sắc đẹp của vợ ông sánh với thiên nữ như thế nào? Nan Đà đáp: Bạch Thế Tôn, sánh với thiên nữ thì vợ con cũng như con khỉ già sánh với sắc đẹp của nàng. Từ khi du ngoạn thiên cung về, Nan Đà mong mỏi thiên phước nên gắn công trì giới. A Nan thấy thế ngâm kệ cười Nan Đà: Người tham dục trì giới,
như loài dê cùng nhau, muốn sấn tới diệt địch lại trở lùi ra sao. Ít lâu sau, Phật dẫn Nan Đà xuống cõi địa ngục. Ông thấy những hình phạt kinh hồn khiếp vía, nhiều chảo dầu to lớn sôi trào ùn ụt, trong ấy vang lên tiếng la ghê rợn của tội nhân. Tiếng kêu ấy cứ đứt quãng vì bị trồi lên, ngụp xuống. Riêng có một chảo dầu mà các quỷ sứ đun sôi ùn ụt, dầu bắn ra tung tóe nhưng không có tội nhân nào cả. Nan Đà hỏi Phật lý do ấy. Phật bảo hãy đến hỏi ngục tốt. Nan Đà đến bên chảo dầu hỏi quỷ sứ: Nè các ông, những chảo dầu kia đều có nấu người, sao chảo này chẳng thấy nấu ai cả? Quỷ sứ đáp: Nơi Diêm Phù Đề có ông Nan Đà em của Phật, do nhân duyên xuất gia được sanh thiên, và nhân duyên tham dục muốn bỏ đạo, nên sau khi hưởng hết phần thiên phước sẽ đọa xuống địa ngục. Chảo dầu này đợi nấu ông Nan Đà đó. Nan Đà kinh hãi sợ quỷ sứ bắt luôn, khẩn niệm: Nam mô Phật Đà, xin hãy ủng hộ con trở về dương thế. Về đến tịnh xá, Phật bảo: Nan Đà, hãy gắng công siêng cần trì giới đặng dung bồi thiên phước của ngươi. Nan Đà bạch: Bạch Thế Tôn, thôi chẳng dám cầu sanh thiên phước nữa, chỉ nguyện con khỏi đọa địa ngục. Đức Phật vì ông ân cần thuyết pháp, ông chí tâm thọ tu tập trong 7 ngày đắc quả A La Hán. Phụ bình. Ví như hai người làm rẫy, cũng cuốc đất gieo trồng, sớm chiều dung phân tưới nước như nhau. Nhưng người tỉa đậu, kẻ trồng dưa, tất nhiên kết quả khác nhau hẳn. Lại nữa, nếu cả hai cùng gieo một thứ giống, nhưng kẻ siêng chăm bón, người làm việc một cách thờ ơ lười biếng, đến cuối mùa tuy thu đồng một thứ quả, nhưng việc đắc thất nhiều ít khác nhau. Ông Nan Đà lúc đầu vì Phật ép buộc phải xuất gia, chứ tâm tư vẫn hằng mong hoàn tục. Việc tu hành lấy lệ qua ngày của ông hẳn nhiên không kết quả gì. Phật biết vậy, đưa ông lên xem những lạc thú cõi trời. Khi trở về, ông cố gắng trì giới để cầu hưởng thiên phước. Thấy ông tu tiến khá nhưng chưa khởi đúng chánh nhân, Phật đem ông xuống xem cảnh giới địa ngục. Khi thấy những hình phạt kinh khủng của mình phải thọ sau khi thiên phước hưởng tận, Nan Đà sợ hãi lạy Phật cầu học phương pháp tu hành hết khổ, chứ không còn ham thích lạc thú thiên cung. Nhờ thế ông chứng thánh quả. Phá Tướng Luận có giải: Sáu nẻo luân hồi nghiệp báo trong 3 cõi đều do tâm sanh. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê tâm giữ ngũ giới, lòng còn thương ghét, chưa dứt sân hận nên sanh lại cõi nước. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tinh tà cầu phước, lòng si mê chưa dứt nên sanh vào cõi Atula. Đó là 3 đường nhẹ. Còn 3 đường nặng cũng gọi là tam ác đạo: lòng tham quá nặng đọa ngạ quỷ, lòng sân hận quá nặng đọa địa ngục, lòng si mê quá nặng đọa súc sanh. Đức Phật bảo: Nước biển chỉ có một vị mặn, đạo ta cũng thế, chỉ có một vị giải thoát. Phật thấy rõ đời đầy đau khổ, sinh lão bệnh tử, vật chất vô thường biến hoại, nên Ngài mở đạo đưa người vượt khỏi tử sanh. Phật tử nếu không đủ năng lực từ bi phát đại thừa tâm nguyện độ tận chúng sanh, nguyện thọ khổ thế cho chúng sanh, thì ít nhất cũng phải phát tâm thoát ly tam giới khổ. Đây mới thật chánh nhân tu hành, đúng với mục tiêu giải thoát của Phật đạo. Nếu khởi tâm nguyện sai lầm, dầu cố gắng công tu trì giới hạnh, cũng không thoát khỏi luân hồi sáu nẻo. Xem chuyện người xưa, xét lại việc ta đang thực hiện, hầu tìm lấy một định hướng tiến đến tương lai như sở nguyện.